tìm hiểu với anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách tải ở trong con game này. Mình tin chắc là có nhiều bạn chơi trên chiếc điện thoại iPhone hoặc là Android vẫn chưa biết cách đăng ký đâu. Thì mình sẽ chỉ cho anh em cách để mà đăng ký con game Cool này nhé. Rồi anh em, đầu tiên là các bạn bấm cho mình cái link tải ở trong phần mô tả của cái video này. Các bạn bấm xuống dưới nhé, thì nó sẽ ra cái giao diện như sau. Ở trên chiếc điện thoại iPhone thì nó sẽ như thế này nha anh em. Rồi thì các bạn sẽ bấm cho mình vào cái nút 3 chấm ở bên góc bên phải, thì giống như là hướng dẫn thôi. Anh em sẽ bấm vào là chữ là mở bằng Safari nhá. Các bạn sẽ bấm vào mở bằng Safari, sau đó nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì các bạn chỉ việc bấm cho mình vào cái chữ là tải xuống ngay thôi, và bấm vào cài đặt miễn phí. Thì anh em chỉ việc bấm vào những cái ký tự như là cho phép này, rồi cài đặt. Nói chung là vào phần đây thì các bạn sẽ bấm vào chữ Cool đấy, rồi sau đó anh em bấm cài đặt cho mình ở cái ứng dụng này trên chiếc điện thoại iPhone, là các bạn đã hoàn tất cái việc mà anh em đã đăng ký và cài đặt ở trên cái con game Cool này rồi. Đấy, rất là đơn giản nhá. Nhiều bạn như vậy mà vẫn không biết nha, nhiều bạn kêu là không biết cách đăng ký, thì hôm nay anh em xem qua clip này thì các bạn có thể là biết được cái thao tác để mà các bạn tải được thành công con game Cool này về chiếc điện thoại của mình. Ok, sau khi mà nó hiển thị là đang cài đặt như này, anh em đợi cho nó chạy hết cái màn hình, thì các bạn sẽ thấy nó ghi chữ là mở màn hình chính, đúng không? Thì các bạn sẽ quay ra ngoài màn hình, thì các bạn sẽ thấy được cái con game Cool của chúng ta đang tải về. Và sau khi tải thành công thì các bạn chỉ việc vào game và trải nghiệm thôi. Đó, đó là cách tải về con game Cool này mà mình hướng dẫn cho anh em nhé. Rồi, bây giờ thì anh em sẽ vào game, và nó sẽ có 3 mục như sau, đó là chơi nhanh, điện thoại và Facebook. Thì anh em có thể là đăng ký bằng điện thoại ở bên ngoài cũng được. Là anh em chỉ việc bấm vào chữ điện thoại rồi anh em liên kết số điện thoại rồi anh em đăng ký. Còn cái thứ hai là anh em có thể là sử dụng Facebook. Còn mình thì mình hay dùng cái chữ chơi nhanh này cho nó nhanh. Đấy, các bạn vào cho mình cái chữ chơi nhanh thì nó sẽ tạo ngay cho mình một tài khoản luôn. Và sau khi mà bấm vào chữ chơi nhanh, nó sẽ hiện thêm một cái mục, đó là liên kết số điện thoại. Thì các bạn liên kết cho mình số điện thoại thì anh em sẽ nhận được cho mình đó là 6.800 đồng. Đó, ở đây thì mình đã liên kết rồi ha. Thì các bạn thấy là mình đã có ngay cho mình đó là 6.800. Đây là cái lọc của con game Cool này dành tặng cho tất cả anh em nha. Cho nên là bạn nào mà muốn tham gia để nhận lọc từ trên con game này mới ra mắt thì cứ đăng ký mà trải nghiệm nhé. Và có thể là mình sẽ livestream con game Cool này vào ngày mai luôn, cho nên là các bạn nhớ là theo dõi kênh và nhấn nút đăng ký kênh để mà theo dõi được cái buổi livestream của ngày mai, nhớ nha anh em. Rồi bây giờ mình hãy cùng mình khám phá qua con game Cool này nó như thế nào nha các bạn. Nhìn giao diện và các trò chơi thì mình thấy cái tên gọi của nó rất là giống với con game The Win của chúng ta, thì để xem thử bên trong của nó như thế nào. Nhìn tổng thể thì mình thấy là trò chơi nó khá là nhiều nha anh em ơi. Đó, nói chung là các trò chơi về như là slot nè, game bài rồi, game quái thú nè, rồi game bắn cá nè, rồi các con game, nói chung là về đội thưởng thì trong đây hầu như nó đều có đầy đủ hết ha. Có cả đặt bom nữa anh em ạ, long hồ thủy hử nữa, ok nha. Nói chung là trò chơi là rất là được. Nạp tiền thì anh em bấm vào chữ nạp tiền ở bên góc phải á, để anh em nạp tiền. Còn nào nếu mà muốn làm đại lý ở trên con game này, các bạn có thể bấm vào chữ và đại lý. Thì ở trong đây anh em chỉ việc là sao chép cái đường link của mình đến cho người khác nha. Anh em có thể chia sẻ lên Facebook, Zalo gì đó. Sau khi các bạn chia sẻ thành công thì họ sẽ tải về theo link của mình. Thì anh em sẽ nhận được cái thiên hoa hồng từ cái việc mà anh em chia sẻ và nhận lợi nhuận nha. Nói chung là đây là một cách kiếm tiền online tại nhà, giúp cho anh em có thể kiếm thêm một cái nguồn thu nhập từ cái việc mà anh em chia sẻ như vậy. Rồi và nó có thêm đó là vòng quay may mắn. Thì vòng quay này thì khi các bạn đặt cược, anh em nạp tiền vào, anh em chơi đặt cược á, thì nó sẽ tích điểm vào ở trong cái vòng quay này. Khi mà đủ số điểm như là 1.000 điểm, 5.000 điểm gì đó thì nó sẽ cho anh em quay và nhận thưởng. Rồi, có tiếp theo nữa đó là cái cây tiền. Cái cây tiền này thì anh em chỉ việc điểm danh hàng ngày thôi, rất đơn giản ha. Hoặc là anh em đặt cược, anh em đặt cược càng nhiều thì sẽ nhận được thêm số rìu. Còn nếu không chơi đặt cược thì anh em sẽ điểm danh cái rìu. Và khi tích đủ là 5 hoặc là 15 hoặc là 25 rìu thì anh em sẽ chặt được cái cây tiền này. Và chặt cái này thì cơ hội nổ rất là cao nha. À, nói chung đây là ưu đãi của con game Cool này dành tặng cho anh em, cho nên là các bạn có thể là kiếm tiền free. Rồi, để rút tiền thì các bạn chỉ việc là bấm vào chữ đổi thưởng, sau đó là liên kết số tài khoản cho mình. Ở trong đây thì nó sẽ có rất là nhiều ngân hàng cho chúng ta liên kết luôn. Đấy anh em thấy không ạ, rất là nhiều. À, cho nên là những bạn nào mà dùng ngân hàng nào, nếu mà nói sợ không có ngân hàng phù hợp để rút thì không bao giờ có vụ đó nhá. Con game này là đáp ứng toàn bộ ngân hàng ở trong nước mình để cho anh em tham gia trải nghiệm và rút tiền hoàn toàn ok. Với cái thể loại game này là game nạp rút tỷ lệ 1-1. À, cho nên là anh em rất là yên tâm về cái nạp tiền của nó và rút tiền nha. Rồi, mỗi lần rút tiền của con game này là 50k thôi, rất là thấp. Ví dụ như anh em nạp vô 20, anh em chơi ăn lên 100 đi, là anh em rút ra 100k hoàn toàn là nhanh chóng trong vòng 1 cho đến 2 phút thôi. Và nếu mà anh em sau 3 đến 5 phút nhá mà rút tiền vẫn chưa về á, thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ cho bên hỗ trợ. Cái chữ hỗ trợ ở góc giữa nha anh em sẽ bấm vào bên đó để họ hỗ trợ cho anh em, nhiều khi nó kẹt bill hoặc là như thế nào đó. Và đôi lúc anh em còn phải kiểm tra số dư tài khoản mình nhé. Nhiều khi là game mình rút về nó không thông báo về tin nhắn cho anh em đâu. Đó. Rồi,
mình sẽ vào thử một số game, ví dụ như là sóc đĩa này, anh em thấy không ạ? Đây là cái giao diện sóc đĩa của cái trò chơi Cool này, rất là giống với con game từ Win luôn đó. Cho nên là các bạn chơi ở bên từ Win hay là iWin á, anh em có thể là tải và chơi qua cái con game Cool này để mà anh em biết. Nhiều lúc game mới thì đôi lúc nó sẽ tỷ lệ ăn cao hơn đó, và nó sẽ đỡ bị tình trạng gọi là soi cầu. Rồi đây là giao diện của game tiến lên. Rồi nói chung mình sẽ vào tiếp, đây là Sigmo đó. Đây cũng là một trong những trò chơi mà mình thấy rất là quen ở trong các con game như iWin hoặc là The Win. Ok chưa? Đó, thì ngày hôm nay là chủ yếu là mình sẽ giới thiệu qua cái con game Cool này. Nó mới vừa ra mắt thôi. Bạn nào muốn tham gia thì cứ nhanh tay đăng ký theo link của mình một tài khoản để mà trải nghiệm nhé. Và hôm sau mình sẽ livestream và tặng code cho anh em 50k, 20k tùy vào hôm đó như thế nào. Và mình sẽ hỗ trợ kéo cầu cho anh em nào muốn tham gia con game này nhé. Còn hiện tại bây giờ thì mình chỉ có thể là giới thiệu qua thôi, chứ còn mình chưa có nắm được thủ thuật nhiều ở trên cái con game mới này. À, nhìn giao diện giống nhưng mà anh em cần phải biết là mỗi lần nó nâng cấp thì chắc chắn nó sẽ có sự thay đổi đúng không? Cho nên là mình cần phải thời gian nghiên cứu nha. Rồi, và anh em cũng đừng quên là điểm danh hàng ngày nữa để mà nhận lọc. Đó, như ngày hôm nay là mình điểm danh lần đầu tiên là được 1.000. Đấy nha, ngồi chơi thôi. Anh em vừa đăng ký điểm danh thôi là đã có ngay cho mình đó là 7k rồi. Và ở đây là cái ô nhập gift code nha. Bữa sau mình có gift code thì mình sẽ thông báo với anh em, và anh em vô đây anh em nhận code này, chắc chắn là sẽ nhận được code là 20k khi mà anh em đăng ký theo lịch của mình. Và hiện tại bây giờ chưa có code nha, sau này sẽ có. Rồi anh em nào thắc mắc hỗ trợ thì cứ bấm vào chữ hỗ trợ cho mình thì sẽ có người chat trực tuyến cho anh em nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi đến video của mình.